Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin mới nhất. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, tình hình lũ lụt ở phía Trung Quốc đang vô cùng tồi tệ. Khi mà cơn bão số 14 chưa đi qua thì cơn bão số 17 đang ập vào tỉnh thành của phía Trung Quốc, gây ra lũ lụt ở khắp mọi nơi và dường như thì những ngày đen tối vẫn đang bao phủ toàn bầu trời của Trung Quốc, nhất là những tỉnh thành ở phía đông, miền trung, miền nam của Bắc Kinh. Theo tờ báo Bangkok cho biết thì tình hình lũ lụt ở phía Trung Quốc đang vô cùng tồi tệ vì đã trải qua 41 ngày đêm vừa qua, mặt trời vẫn chưa xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành. Hiện bầu trời của phía Trung Quốc chỉ có một màu duy nhất, đó là màu đen tối bởi những bóng đen, mây đen đang mang một lượng mưa khổng lồ cho Trung Quốc. Có thể nói rằng Trung Quốc đang gặp không biết bao nhiêu những nhân quả báo ứng mà mẹ thiên nhiên vẫn ra tay trừng phạt. Mưa chồng mưa, bão chồng bão, lũ chồng lũ làm cho điện, đường, trường trạm bị phong tỏa, người dân bị cô lập, hàng triệu con sông, hàng triệu mái nhà đã bị ngập chìm trong biển nước lũ. Cơ quan cảnh báo sóng thần và động đất của phía Trung Quốc đã đưa ra thông báo khẩn cấp ngay đêm ngày hôm qua và yêu cầu sơ tán những người ở những nơi có khả năng cao sẽ gặp lũ lụt trong một vài ngày tới. Tại khu vực con đập Tam Hiệp, nơi mà thường xuyên có những trận động đất đã trải qua một ngày vô cùng tồi tệ, khi mực nước tại con đập Tam Hiệp đã dâng lên đến mức cảnh báo cao nhất từ trước tới nay. Nhà chức trách Trung Quốc đã phải xả tới 4 cửa xả đập Tam Hiệp để cứu người dân, trong khi vùng hạ lưu thì bị ngập trắng băng. Còn vùng thượng nguồn thì đang đón nhận hàng triệu những mét khối nước, mưa đang đổ trên trời rơi xuống. Thế nhưng không hiểu vì sao mà chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn đem tới chiến gia ngoài Biển Đông để thị uy sức mạnh. Hôm qua, hãng tin của Mỹ cho biết, sau khi phái đoàn cấp cao của Hoa Kỳ tới Trung Quốc làm việc, khi kết thúc buổi việc lại biển làm việc, thì hải quân của phía Trung Quốc đã rầm rộ điều 179 tàu thuyền các loại mang theo vòi rồng, vũ khí sát thương, vũ khí hạng nặng cùng với 3.000 lính thủy đánh bộ tiến ra ngoài Biển Đông để bắn đạn thật, thách thức Mỹ và thế giới. Hành vi của phía Trung Quốc được cho là không tôn trọng Mỹ. Chính vì vậy mà Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cho rằng sẽ tiếp tục có những biện pháp cứng rắn đối với Trung Quốc đại lục. Và những hình ảnh trên mạng TikTok của phía Trung Quốc cho thấy rằng ô tô, xe máy, tủ lạnh, nồi cơm điện, đặc biệt là những đồ dùng cá nhân của người dân đã bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông bởi vì Trung Quốc đang gặp nhiều nhân quả báo ứng. Hầu hết các cung đường dài thành phố Thâm Quyến, Thượng Hải, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Quảng Tây đều bị ngập chìm và đến nay thì nước vẫn chưa rút đi, người dân thì bị cô lập. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao Trung Quốc lại gặp nhiều tai họa trong năm nay đến như vậy. Phải chăng Trung Quốc phải lập đàn cầu khấn thì mới qua được cơn hoạn nạn này? Theo một thông tin mới nhất từ kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc cho hay, Bắc Kinh tiếp tục đón nhận một thông tin buồn. Đó là cơn bão số 18 tiếp tục hình thành ở ngoài Biển Đông và đường đi của nó sẽ xuyên thẳng vào trung tâm của thủ phủ Bắc Kinh cũng như xuyên qua con đập Tam Hiệp. Những thông tin mới nhất liên quan tới tình hình cơn bão số 18, nhiều nhà báo nước ngoài bị ngăn cản đưa hình ảnh mưa lũ ở Trung Quốc. Các phóng viên của AFP đã buộc phải xóa cảnh quay của những người dân trong vùng lũ và bị hàng chục người đàn ông bao vây khi đưa tin về một đường hầm giao thông bị ngập ở thành phố Trịnh Châu. Trong một diễn biến khác, chính quyền thành phố đã quyết định hủy bỏ buổi lễ tưởng niệm 14 nạn nhân chết do bị mắc kẹt trong tàu điện ngầm do lo lắng sự phản đối của người dân về cách xử lý thảm họa của chính quyền. Các nhân viên bảo vệ tàu điện ngầm đã dựng dây chắn ngăn không cho ai đi vào khu vực tưởng niệm. Trong khi người dân thành phố đặt những bó hoa ở lối vào nhà ga, một đoạn video được tờ West China Metropolis Daily đăng tải sau đó cho thấy rằng một nhóm người đã gạt bỏ dây chắn sang một bên và hô vang: "Hãy để linh hồn những người đã chết được trở về nhà." Những trận mưa như chút nước đã đổ xuống liên tục trong 3 ngày tại Trịnh Châu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, làm ngập các toa tàu điện ngầm và khiến hơn 500 hành khách bị mắc kẹt trong giờ cao điểm. Hình ảnh các hành khách ngập trong mực nước cao ngang vai sau đó đã được lan truyền khắp các mạng xã hội Trung Quốc. Chính quyền Trịnh Châu cũng đã công bố tên của những người thiệt mạng khi bị kẹt bên trong tàu điện ngầm do trận lũ lụt một tuần sau khi vụ việc xảy ra. Những trận mưa lớn gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng ở các bộ phận của tuyến tàu điện ngầm số 5 và các bức tường chắn bảo vệ các tuyến tàu điện ngầm đã sụp đổ, chính quyền thành phố cho biết. Một trong những nạn nhân nằm trong danh sách chính thức
do thành phố công bố có tên Sa đã thiệt mạng khi chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 34 của anh. Ai có thể nghĩ rằng bạn chỉ cách nhà một trạm dừng chân nhưng bạn sẽ không bao giờ trở lại nữa. Vợ của Sa viết trên trang Weibo của cô. Vợ của Sa, người từ chối cho biết tên của mình, tiết lộ rằng cô đang tiến hành kiện nhà điều hành tàu điện ngầm vì cấu trúc xây dựng cầu thả khiến cho các bức tường chắn bảo vệ tuyến tàu điện ngầm bị sụp đổ và làm mắc kẹt hàng trăm hành khách, trong đó có chồng của cô. Trận mưa lớn đã ảnh hưởng đến gần 13 triệu người, làm hư hại gần 9.000 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 13,9 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 2 tỷ USD cho tỉnh Hà Nam. Tính đến nay, số người chết vì lũ lụt ở tỉnh Hà Nam đã lên tới 71 người. Cùng ngày, thì các nhà khí tượng thủy văn Trung Quốc dự báo sẽ có nhiều trận mưa lớn hơn nữa do tàn tích của cơn bão Infa đi qua khu vực này. Theo Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam, các thành phố vốn đang cố gắng vực dậy sau trận lũ lụt tuần trước, bao gồm Tân Hương, Hebi và Anyang có khả năng sẽ phải hứng chịu trận mưa lớn nhất trong 2 ngày qua. Miền Đông Trung Quốc gồng mình chống bão sau lũ nghìn năm có một. Một số tỉnh miền Đông Trung Quốc đã nâng cảnh báo bão lũ khi mực nước các sông vượt mức báo động khi bão Infa đổ bộ. Theo Global Times, giới chức tỉnh Giang Tô đã sơ tán khoảng 390.000 người, yêu cầu gần 20.000 tàu thuyền vào bờ để tránh bão, đồng thời áp dụng hàng loạt biện pháp ứng phó khi bão Infa đổ bộ vào Chiết Giang, Thượng Hải và tiếp tục di chuyển về phía Giang Tô. Giang Tô đã ban bố cảnh báo vàng với mực nước trên sông Suyang. Mực nước tại sông này đã lên tới 11,8m, cao hơn mức cảnh báo khoảng 1,3m. Giang Tô cũng đã đưa ra cảnh báo đỏ khi mực nước sông Taipu vượt mức cảnh báo. Theo cơ quan khí tượng địa phương, tâm bão đã di chuyển vào thành phố Lật Dương của Giang Tô sau khi đổ bộ 2 lần vào tỉnh Chiết Giang một ngày trước đó. Cơ quan này đã nâng cảnh báo bão lên mức vàng, dự đoán lượng mưa có thể lên tới 50mm ở một số thành phố như Nam Kinh, Nam Thông và Thường Châu. Cùng ngày, thì Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc dự báo, bão Infa kết hợp với luồng không khí lạnh từ phía Bắc khi di chuyển về phía Tây Bắc có thể gây mưa lớn ở khu vực Trung và Hạ Lưu sông Hoài Hà, cũng như Hạ Lưu sông Hoàng Hà, Hải Hà. Tại các khu vực bị ảnh hưởng, mực nước một số con sông sẽ dâng đáng kể, vượt mức cảnh báo. Trong khi đó, thì cơ quan thủy văn huyện Vu Hồ, tỉnh An Huy hôm qua cũng đã nâng cảnh báo lũ, dự báo một số nơi, trong đó có thành phố Tuyên Thành bị ảnh hưởng. Trước đó, thì bão Infa khiến thành phố Thượng Hải của Trung Quốc gần như bị tê liệt. Cục khí tượng Thượng Hải cho biết lượng mưa mà thành phố ghi nhận là hơn 100mm và tốc độ gió đạt mức 117km/h. Cơn bão đã quật đổ hàng nghìn cây cối, ảnh hưởng đến việc cấp điện của thành phố. Nhiều tuyến đường trong thành phố chìm trong biển nước, khiến giao thông bị tê liệt. Thượng Hải đã hủy toàn bộ các chuyến bay và tàu điện ngầm. Giới chức Thượng Hải đã ra thông báo khẩn, yêu cầu các doanh nghiệp sắp xếp lịch làm việc phù hợp, cho phép nhân viên làm việc ở nhà nhằm đảm bảo an toàn. Thượng Hải cũng đã sơ tán khoảng 362.000 người trước khi bão đổ bộ. Các tỉnh miền Đông Trung Quốc đặc biệt chú trọng các biện pháp ứng phó mưa bão sau khi tỉnh Hà Nam ở miền Trung vừa chứng kiến đợt mưa lũ nghìn năm có một hồi tuần trước. Theo giới chức địa phương, đợt mưa lũ nghiêm trọng vừa qua ở Hà Nam đã khiến ít nhất 71 người thiệt mạng, trong đó có 14 hành khách tử vong trong toa tàu điện ngầm ngập nước. Mưa lũ cũng đã phá hủy gần 9.000 ngôi nhà, ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu người dân. Mưa lũ phá hủy 2 đập thủy điện ở Trung Quốc. Mưa lũ đã khiến 2 đập thủy điện ở khu vực Nội Mông Trung Quốc bị vỡ, người dân ở hạ nguồn phải sơ tán khẩn cấp. Reuters đã dẫn thông báo của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết 2 đập thủy điện ở thành phố Hulunbuir đã bị vỡ vào vòng chiều ngày 18 tháng 7. Đây là 2 đập thủy điện có hồ chứa khoảng 46 triệu mét khối nước. Video đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một trong 2 con đập bị nước cuốn phăng hoàn toàn, làm ngập các cánh đồng gần đó. Người dân ở Hạ Lưu đã được sơ tán và hiện tại không có thông tin về thương vong. Nguyên nhân khiến cho 2 con đập bị vỡ là mưa lớn cuối tuần qua ở khu vực Hulunbuir. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, lượng mưa đo được ở trạm thủy văn Morindawa cho thấy rằng lượng mưa lên đến 223mm. Chính quyền thành phố Hulunbuir cho biết đợt mưa lũ đã ảnh hưởng đến gần 17.000 người và nhấn chìm khoảng 23.600 hecta hoa màu. Các cầu và cơ sở hạ tầng giao thông khác cũng đã bị hư hại. Trung Quốc có hơn 98.000 hồ chứa để điều tiết lũ, làm thủy điện và phục vụ giao thông đường thủy.
hơn 80% trong số đó đã có tuổi đời trên 40 năm, một số có nguy cơ mất an toàn. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.